Dạ, em chào thầy và mình chào các bạn. Em là Hồng Loan, lớp trong nhánh K44. Sau đây em xin trình bày về câu trả lời của em. Says, what's the arbitrary mortality rate associated with implantation of an endograft for abdominal aortic aneurysm before electively? Giải thích, tỷ lệ tử vong trung bình trong 30 ngày liên quan đến cái ghép nội mạch cho phình động mạch chủ bụng được làm chọn lọc là bao nhiêu? Thì đối với phình động mạch chủ bụng khi can thiệp thì có hai sự lựa chọn là mổ hở và nối mạch. Câu hỏi ở đây nó liên quan đến nối mạch. Đầu tiên thì ta đến với hình là mổ nối mạch. Hình thứ hai đây là phân tích đơn biến các yếu tố lâm sàng liên quan đến tử vong 30 ngày sau khi sửa chữa phình động mạch chủ bụng. Hình thứ ba đây là nguyên nhân tử vong 30 ngày sau khi sửa chữa phình động mạch chủ bụng. Quan sát được tỷ lệ tử vong trong 30 ngày với tổng điểm rủi ro theo phương thức điều trị. Đây là tổng điểm rủi ro 0, 1, 2, 3. Đây là mổ hở. Đây là nối mạch. So sánh hai tỷ lệ thì ta thấy mổ hở, tỷ lệ tử vong nó sẽ cao hơn nối mạch. Cuối cùng ta đi đến tìm đáp án. Trên thấp thì mổ hở, tỷ lệ tử vong 30%. Một bệnh nhân 5.612 bệnh nhân. Mổ endovascular tỷ lệ tử vong 14,9% mà thôi năm 2007. Tỷ lệ tử vong 14,9% này nó cho ta thấy nó rơi vào đáp án C là 10-20%. Video của em đến đây là kết thúc. Em xin cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.